chào các bạn và tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh xe máy của Vinh Nguyễn nha các bạn. Và trong cái video clip hôm nay á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha một cái cách làm mới nhựa từ các cái dụng cụ như là máy sấy tóc và cái dụng cụ khò này nha các bạn. Đó. Thì mình cũng vô tình lướt trên YouTube á, thì mình cũng thấy có một cái kênh của một cái bạn nào đó hướng dẫn. Mình thấy rất là hay, nhưng mà mình chưa bao giờ làm thử bao giờ, cho nên những cái dụng cụ này ở nhà mình có sẵn này các bạn. Bây giờ hôm nay mình sẽ làm một clip để mình áp dụng thử nó có thật sự hữu nghiệm hay không các bạn. Mình thấy cái gì hay thì mình sẽ thử và mình sẽ áp dụng. Nếu như mà nó hiệu quả thì sau này mình sẽ cứ thế mà làm, thì nó sẽ rất là đỡ tốn công và đỡ tốn tiền mình thay những cái đồ nhựa đen trên cái xe, các cái con xe đó các bạn. Đó, đây là những cái đồ mà mình thử, cái đồ này là những cái đồ mình thay ra mình đỡ dành này các bạn. Đó, mình đỡ dành. Đó, trường hợp những cái xe bán ấy các bạn, xe bán mà nó có bớ những cái thứ này này, mà những cái mình đỡ dành những cái đồ này nó còn nguyên á. Cái này những cái xe nào là người ta thay nguyên dàn áo nó còn á. Đây là cái đuôi xe của Sirius này các bạn. Ví dụ mình mua cái chiếc xe bán nào mà nó bớ cái này thôi thì mình thay vô, mình đỡ hết bớt cái tốn tiền là mình thay cái mới nó tốn tiền, nó giảm bớt cái chi phí mình lại và bán cái xe nó sẽ có lời hơn nha các bạn. Thì mình có xem trên YouTube đó, có một cái bạn nào đó mình cũng quên nó cái tên đây, nhưng mà mình vô tình lướt qua mình thấy một cái video đời sức á, thì bạn đã hướng dẫn là bằng cái cách làm mới nhựa đen này các bạn. Lâu ngày mình chạy nó sẽ qua thời gian đó, mưa nắng nó sẽ bị ố trắng ố vàng đây. Thì mình dùng theo cái cách của bạn nói là dùng cái máy cò này ở bằng hơ, mình hơ nóng là mình sẽ làm mới lại. Mình chưa bao giờ mình làm thử, cho nên hôm nay mình muốn thực nghiệm thử và mình làm clip cho các bạn xem thử luôn, để nó có cái hữu nghiệm và mình có thể áp dụng cho sau này được không nhé các bạn. Đó, và mình sẽ thử làm theo cái cách của Vinh luôn. Đó, cái cách của Vinh là một cái cách khác, cách của Vinh là một cái cách khác. Thường thường thì mình làm vậy, nhưng mà cái cách của Vinh đó các bạn, thì mình chạy được một thời gian thì nó sẽ bị tróc cái lớp sơn này ra. Đó, thì thường mình sơn, nhưng mà thường thường thì cách của Vinh thì thường thường nó chạy một khoảng thời gian nào đó thì nó sẽ bị tróc lớp sơn ra, nhìn nó rất là xấu, nhưng mà lúc mình mới làm nó cũng rất là đẹp. Thì trong video hôm nay mình sẽ thử làm cái cách của bạn đó thử, nếu như mà nó hay hơn cái cách của mình, nó đẹp hơn cách của mình, thì sau này mình sẽ áp dụng theo cái cách này luôn. Bây giờ cái dụng cụ này bây giờ mình sẽ xách đi rửa. Đây các bạn, nói nôm na đơn giản như cho các bạn giới thiệu, đây là một con xe Sirius này, Sirius 50 này, chạy lâu ngày này các bạn, những cái nhựa đen chỗ này các bạn nó bị sẽ bị ố vàng đây. Thì mình sẽ dùng cái cách mình hơ thì mình sẽ làm mới lại được cái nhựa này. Đó, thì cái cách của Vinh thì mình lái sơn, nhưng mà xíu nữa mình sẽ làm thử theo cái cách, hai cách, một cái cách của Vinh và một cái cách của bạn ấy, thử cái cách nào nó đẹp và hữu nghiệm hơn nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi rửa những cái đồ nhựa đen này. Đó, và mình sẽ tiến hành lọc. Rồi các bạn đợi mình xíu nha. Và đây các bạn, đó là mình đã rửa xong. Đó là cái dề sau của Sirius này, đây là cái ốp chỗ cái yên của cái Sirius này các bạn, ốp chỗ hộp đầu ngờ này. Rồi cái đây là cái bờ hộp đầu sau của xe quay bình thường này các bạn. Bây giờ mình xin giới thiệu về cái cách của các bạn ấy, là bạn mà trên mình vô tình lướt trên YouTube mình thấy trước nha các bạn. Thì cái cách của bạn ấy thì phải dùng một cái máy sấy, cái cách đầu tiên là dùng một cái máy sấy thiệt mạnh nha. Đó, thì mọi người cắm vào, mọi người sấy sấy đỡ hơ nóng,
hơ nóng cái phần nhựa đen này các bạn. Chừng nào các bạn thấy mới thì các bạn dừng lại, nhưng mà hơ đừng, hạn chế đừng có nóng quá, nó sẽ cháy nhựa. Đó là nó chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng mà cái máy sấy mình lại rất là yếu. Nên mình không có dùng tới cái máy sấy. Thì mình sẽ dùng tới cái dụng cụ khò này này các bạn. Đó, cái dụng cụ khò này. Đó, cái dụng cụ khò này chắc chắn các bạn sẽ biết rồi. Anh em làm thợ thì chắc chắn ai cũng biết cái dụng cụ khò này. Nó có nhiều công dụng. Đó. Họ làm thịt con này con kia, họ khò lông khò đồ đó các bạn. Đó, nó sẽ cháy như thế này. Đó, nó sẽ cháy như thế này. Thì mọi người cứ đỡ vào, các bạn cứ đỡ vào, các bạn khò. Khò như thế này, chừng nào nó mới nhựa thì thôi nha các bạn, nhưng mà khò vừa phải đỡ cho nó, đừng đỡ cho nó cháy nhựa nha các bạn. Có nghĩa như theo lời bạn ấy hướng dẫn á, là mình làm mới nhựa bằng cái cách giống như mình nung nhựa lại đó các bạn. Đó, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử làm cái cách của bạn ấy. Mà mình xin cái giới thiệu cái cách tiếp theo của mình. Đó là cái cách từ hồi giờ mình làm nha các bạn. Thì các bạn, nó chỉ rất là đơn giản. Các bạn chỉ mua một cái chai sơn như thế này thôi. Đó, chai sơn này là chai sơn Win này các bạn. Đó, Win. Sơn xịt áp suất. Đó. Các bạn mua mã số là 212 nha các bạn. 212 sơn xịt. Đó, Black. 212. 212 này là các bạn biết sao không? Nó có loại hai loại đen, đen bóng và đen mờ. Cái 212 này là nó là đen mờ đấy các bạn. Đó, khi mình xịt lên thì cái nó khui, nó khô lại thì nó rất là giống như cái màu 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 cái màu của cái dụng cụ mới này là lúc đầu tiên luôn nha các bạn. Đó, nhưng mà cái của mình nó có một cái khuyết điểm á, xịt xịt nó rất là đẹp nha các bạn, nhưng mà nó có một cái khuyết điểm thì các bạn chạy khoảng 1 năm đến 2 năm sau nó sẽ bị tróc bong cái lớp sơn này ra, thì các bạn phải tháo ra và các bạn xịt lại. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử làm một cái cách, làm thử nha, hai cách luôn, cách của Vinh và cái cách của cái bạn mà trên YouTube đã chỉ, đã hướng dẫn. Thì bây giờ cái dề sau si rút này này là mình thử làm nguyên một cái dề này theo cái cách của bạn ấy, là dùng cái dụng cụ khò này để mình khò. Đó, còn cái ốp của si rút này này các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử khò một bên và mình sẽ thử xịt sơn một bên. Đó, để thử hai cách của mình, giữa của mình và của bạn ấy, thì cái nào nó sẽ hữu nghiệm hơn nha các bạn. Đó, và cái cách với cái hộp đầu này thì mình sẽ thử xịt cái lớp sơn của Vân nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ thử xịt sơn trước. Có chỗ đúng nhà chỗ không? Đó, trước khi sơn này các bạn cứ lách đi vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử xịt, các bạn cứ lau sạch để các bạn xịt nha. Đây, mình làm demo cho các bạn xem nha. Đều hạn chế không cho nó chảy nha các bạn. Đó, mỗi ngóc ngách thì nó sẽ vào hết. Rồi, cái cách của mình nó chỉ đơn giản như thế thôi các bạn. Đó, mình chỉ đợi khô và mình sẽ, nếu như mà mình tháo trong xe ra đó thì mình đợi khô, và khô thiệt khô thì mình ráp lại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái này, mình sẽ thử làm theo cái cách của cái bạn mà trên YouTube chỉ nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử làm để tránh mất thời gian nha các bạn, thì mình sẽ thử làm nửa khúc dưới thôi này nha các bạn. Cái khúc trên này mình sẽ không có làm nha, tại vì mình sơn nó nhanh hơn mình khò nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ thử thử làm. Đó, nó có vẻ mới rồi nha các bạn, nhưng mà mình nó dở. Nó rất dở chảy nhựa các bạn. Cho nhỏ lửa lại xíu.
mình hơ rất là nhanh đó các bạn, nhưng mà sao vẫn thấy nó chảy nhựa đó các bạn. Clip cho cô chú xem chút rồi bà ăn con, rồi bà xíu. Rồi, và mình đã thử làm xong cái khúc dưới này các bạn. Bây giờ mình đợi cho nó nguội. Bây giờ mình sẽ thử. Thôi bây giờ mình sẽ thử thử làm một hết một cái đây. Thử làm hết nha các bạn. Thử làm hết nguyên cái dây này luôn. Để bằng cái cách của các bạn này chị nha. Đó, nếu như mà mình áp dụng thành công thì mình sẽ tiến hành mình làm như cái cách này luôn các bạn. Thì nếu như mình nghĩ là theo mình nghĩ cái cách này nếu như mà nó làm thành công thì nó sẽ lâu mờ lại hơn và lâu nó sẽ không có chắc với lớp sơn như các bạn. Nhưng mà nó mình các bạn hơi nhanh tay như thế này nhưng mà nó rất là dở dở dột cái lớp sơn các bạn. Tại vì sơn mình nó cũ rồi đó. Mình cảm thấy nó rất là dở dột cái lớp sơn. Và trong cái quá trình mình chạy xe các bạn, đất bụi nó bám vô có những chỗ mà mình chà nó không có sạch. Mình chà rửa mặc dù mình bỏ xà phòng mình chà rửa rất là kỹ nhưng mà nó có những cái chỗ kẽ này các bạn nó không có sạch thì mình hơ. Mình cố gắng mình hơ thì nó sẽ bị chảy nhựa. Những cái keo kẽ nó là mình hơi nó không có hết này các bạn, tại vì cái đất mình chà nó không có ra đó. Rồi cứ tạm thời như thế đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo ra và cái này mình sẽ thử, cái này nó cũng sẽ cũ như giống như cái dây này này các bạn. Bây giờ mình sẽ thử mình sẽ theo cái cách của mình thử nha. Thì cách của mình rất là dở, mình xịt rất là nhanh luôn các bạn. Xịt hạn chế cho nó chảy là nó mới đẹp được nha các bạn. Đó. Chỉ đơn giản này thôi. Nhưng mà mình làm cái này là mình lấy mình làm demo cho các bạn xem. Cho nên những cái chỗ trầy trước như vậy mình không có làm nguội lại nha các bạn. Thì nếu như sau này các bạn làm xe khách thì những cái chỗ này các bạn lên làm nguội lại, cạo sạch ra và lấy nhám chà là cho nó láng đi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho nó khô xíu, khoảng cỡ 2-3 phút gì đó nha các bạn. Và đây các bạn, sau thời gian chờ đợi khoảng cỡ 5 phút thì đáng lý ra mình sơn lên đây các bạn thì mình đỡ mình nắng khoảng cỡ 15 đến 20 phút thì nó mới khô đều, nó mới đẹp được nha các bạn. Nhưng mà đỡ mình tiết kiệm được thời gian cho các bạn thì mình đã bật quạt lên cho nó khô. Bật quạt lên nó sẽ cũng khô không có đều, nhiều lúc mình sơn nó lỡ tay chỗ dày chỗ mỏng đó các bạn, đó thì nó cũng sẽ khô không có đều được đó. Cho nên các bạn thông cảm nha. Bây giờ đây mình lấy cái
Đây là cái hộp đầu trước mình sơn trước cho các bạn xem này, hộp đầu này đã khô hoàn toàn này các bạn, nó đã khô hoàn toàn hết, chỉ có những cái kẽ này nó còn hơi hơi ướt ướt này các bạn. Khi nó khô hoàn toàn nó sẽ như thế này đó, các bạn nhìn nó điều màu nó rất là đẹp không, rất là đẹp cực kỳ luôn, giống như là đồ mới 100% luôn đó các bạn đó. Trường hợp nhà nó trầy xước thì mình mới thấy nó khác thôi, chứ còn nếu như mà hộp đồ nó còn nguyên thì mình xịt bằng cái cách như thế này á thì nó sẽ giống như là đồ mới 100%. Đó, các bạn xem nó rất là đẹp, rất là điều màu luôn các bạn. Cái này cũng thế này các bạn, nó rất là điều màu và nó có cái màu đen mờ, đen mờ này nó khi nó khô lại nó sẽ mờ lại, nó sẽ mờ lại, nó giống rất giống như cái màu ring của cái những cái nhựa đen này nha các bạn. Nó giống, nó giống sẽ giống như cái màu gốc của nó đó. Đó là cái cách thứ nhất dành cho những cái anh em nào mà đam mê muốn nhanh gọn. Còn mình đối với những anh em thợ, mình có một cái cách như thế này nữa, nhưng mà nó hơi phức tạp hơn xíu, là các bạn dùng cái vít sơn đó, các bạn dùng cái vít sơn mua lẻ cái màu đen mờ đó về, các bạn pha vào, các bạn pha xăng vào, các bạn sơn nha. Nhưng mà khi các bạn sơn á thì các bạn mua thêm một ít cho mình 2k nữa đó, trộn thêm một ít thôi nha các bạn. Nếu các bạn sơn nhiều á thì các bạn mua khoảng cỡ 20.000 là các bạn pha chung lại. Còn các bạn sơn ít, sơn một xe các bạn mua khoảng cỡ 10.000 thôi đó, cỡ 10k thôi, các bạn pha chung lại, pha trộn chung lại với cái sơn đen đó, rồi các bạn xịt lên, các bạn trộn chung lại sơn đen, các bạn pha sơn, các bạn xịt lên cái dàn nhựa đen này này, thì cái 2K đó đôi chi các bạn, thì nó tạo cái độ cứng, độ rắn, cái độ rắn lại. Nếu như mình pha quá nó mới bóng các bạn, còn mình pha ít thì nó sẽ hòa lẫn với cái sơn, đầy nguyên chất cái sơn, nó không có xuất yếu là cái chất bóng đó, thì bây giờ nó sẽ hòa lẫn với cái sơn, nó sẽ không có tạo độ bóng mà nó sẽ hòa lẫn với cái sơn, nó tạo cứng cái sơn hơn, đỡ mất sơn, nó bám chắc trên cái bề mặt được hơn, đỡ lâu hơn các bạn. Còn nếu như mình xịt trực tiếp cái sơn chai như thế này á thì nó tiện liền hơn, nhưng mà cái độ sau này nó sẽ một thời gian nó sẽ bị giọt, nó bị tróc. Bây giờ mình mới sơn thì mình cạo không có cái tình trạng tróc luôn nha các bạn. Nhưng mà khi nào mình chạy lâu á, mình chạy lâu nó sẽ nóng rồi, trong khi mình dựng mình nắng ngoài mưa nó sẽ giọt, nó bong cái lớp sơn lên, chỗ bong chỗ không là nhìn nó rất là xấu. Cho nên mọi người phải, nó có khuyết điểm như thế là mọi người phải tháo ra và sơn lại, nó chỉ chịu khó xíu. Đó là cái cách của Vinh nha các bạn. Đó, còn cái cách của cái bạn mà trên YouTube chỉ đây các bạn, thì các bạn so sánh đi đó, thì cái nào nó đẹp hơn này các bạn, trong khi cái này là mình sơn, mình nhiều lúc mình sơn nó sẽ đẹp. Đây này các bạn, mình sẽ xịt, nó sẽ có những cái chỗ mà dột lên này, dột lên nổi bong bóng lên này các bạn đó, và nó sẽ lam nhem lỗ nhổ như thế này, nó nhìn nó rất là xấu hơn. Đó, nhìn nó xấu hơn này các bạn. Mà trong khi những cái kẽ này nè các bạn, đó những cái kẽ này nè các bạn, thì lâu ngày nó bám bụi trong này, mình chà, mặc dù mình lấy bốt, cái bốt bàn chải giặt đồ đó các bạn, mình chà, mình lấy xà phòng mình bỏ vào mình chà, nhưng mà nó cũng không có sạch hết, cho nên mình khò nó cũng không có máu được cái chỗ này nè các bạn. Nó nhìn nó lam nhem lỗ nhổ rất là xấu, rất là xấu các bạn đó. Vậy cho nên mình thấy cái cách nào trên YouTube thì anh em chỉ, thì mình đều đều tiếp thu và mình học hỏi, chứ mình không có nói gì hết, mình sẽ thực hành. Nếu mà không được thì mình sẽ không làm thôi, mình sẽ làm theo cái cách của mình đó. Thì video hôm nay mình đã chia sẻ cho anh em một cái số điều như thế, tại vì mình thấy cái cách bạn ấy mình thấy làm cũng rất là hay đó. Thôi mình giờ mình thử mình làm thử được hay không, nếu như mà được thì mình áp dụng, còn không được thì thôi, coi như mình học hỏi thêm một cái chút kinh nghiệm đó, vui không? Bây giờ mình sẽ sau này mình cũng vẫn sẽ dùng theo cái cách của mình nha các bạn, cách này. Nếu như các bạn siêng chút về làm theo cái cách thứ hai của mình, các bạn mua sơn, sơn đen mờ gì các bạn bỏ vào, các bạn pha thêm một ít 2K nữa các bạn, cái chất tạo bóng á. Ít thôi nha các bạn, để cho nó khô, không có cái độ bóng mà nó tạo cái mờ, nó đi giống cái màu sơn pin đó.
Đó, vậy là trong video clip hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn một số điều như thế, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn thao tác thành công. Và nếu yêu mến Vinh thì đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ Vinh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau.